Hey, xin chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Beat Channel và mình là Đan Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì Đan Anh và các bạn chúng ta hãy cùng nhau bàn về một cái thể loại tin tức rất là hắc não và hơi phức tạp. Tuy nhiên nếu bạn là một tín đồ công nghệ thì bạn cũng cần nên biết những thông tin này. Bởi vì chúng ta sắp nói đến cái việc tình trạng của những hãng smartphone đang biến đổi trong thời đại hiện nay như thế nào, và chắc hẳn là cái thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà lựa chọn smartphone của bạn trong năm mới. Vậy thì hãy cùng Đan Anh theo dõi video clip này để chúng ta cùng bàn luận thêm nhé. Ok, không nói nhiều và úp úp mở mở nữa thì trong video clip ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu là và trả lời cho câu hỏi tại sao trong thời điểm hiện tại các hãng smartphone giá rẻ, cụ thể hơn là Xiaomi, đang cố gắng đánh mạnh và đánh lên vào cái phân khúc flagship cao cấp. Trong khi đó thì Samsung của chúng ta đường hoàng là một ông lớn từ trước đến giờ, nhưng mà họ lại cố gắng tiếp cận hơn với phân khúc giá rẻ. Và trong thời gian vừa qua, nếu như bạn có theo dõi thì cũng biết là Samsung đang tung ra rất là nhiều mẫu smartphone với cái dòng M rất là nhiều để cho chúng ta có một cái mức giá tốt hơn. Thứ nhất đó là trong cái thời gian hiện tại, mình nghĩ động lực duy nhất để Samsung cũng như là Xiaomi có thể làm được điều này đó chính là bởi vì tình hình tài chính của những hãng smartphone trong thời điểm hiện tại đang rất là tồi tệ. Hơn nữa là những cái khủng hoảng về doanh số, doanh thu lợi nhuận cũng đang tụt dốc khá là nhiều. Và một lý do bạn chắc hẳn là sẽ không quá bất ngờ đâu, bởi vì dù thị trường smartphone có biến động dữ dội thế nào đi nữa thì Samsung của chúng ta vẫn sẽ đứng vững như kiềng ba chân mà thôi. Tại sao vậy? Hãy cùng phân tích nha. Đầu tiên, tại sao lại nói thị trường của chúng ta đang bị tụt dốc thảm hại với những hãng smartphone, đặc biệt là những hãng smartphone đến từ châu Á? Và theo số liệu thống kê của IDC thì là năm 2018 chứng kiến doanh số smartphone toàn cầu suy giảm trầm trọng nhất trong lịch sử luôn, và mức giảm lên đến 40%. Và ngoại trừ một thị trường vẫn còn tiềm năng ví dụ như là Ấn Độ, thì nhìn chung tăng trưởng đã trở thành một cái gì đó quá là xa vời với những hãng smartphone hiện tại. Và trong thời gian đó, Samsung vẫn là một thương hiệu luôn giữ vững được cái chỗ đứng của mình cũng như là cái tổng lợi nhuận như doanh thu cực khủng. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại một tí, tuy là Samsung mạnh về những cái linh kiện hay là bán dẫn, nhưng mà trong năm 2018 vừa rồi có lẽ có thể nói là một năm khá đen tối của Samsung với những dòng smartphone, đặc biệt là với dòng J giá rẻ. Chúng ta có những con điện thoại như là J2, J4 phải nói thực sự là làm người tiêu dùng của chúng ta thất vọng với một cái cấu hình rất là thấp mà mức giá lại quá là cao. Từ đó lại nhiều người lại bàn ra nói vào là Samsung là một hãng chỉ biết ảo tưởng giá. Và tất nhiên là cái tin đồn và tất nhiên thì cái tin này người ta bàn cũng không phải là sai, và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến Samsung và cả cái thương hiệu của họ, và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái suy nghĩ của người tiêu dùng khi mà chọn mua Samsung. Liệu họ có hoài nghi khi cầm một cái sản phẩm của Samsung lên và hỏi rằng trời ơi, có khi nào mình mua cái điện thoại này về chỉ là cái thương hiệu mà thôi, chứ bên trong thực chất nó không xứng đáng với giá tiền. Và đó là một bức tranh khá là tươi đẹp của Samsung trong thị trường mà smartphone đang bị thụt lùi về doanh số. Vậy thì chúng ta hãy bàn về những người tiếp theo, chính là Xiaomi, là một trong những thương hiệu mà phải nói là tội nghiệp nhất trong năm 2018. Vừa rồi thì trong năm 2018 chúng ta hết sức choáng váng và ngạc nhiên khi mà Xiaomi liên tục ra những sản phẩm flagship với mức giá không thể nào rẻ hơn. Và người ta lại hỏi là ủa tại sao lại như vậy? Xiaomi trước giờ là một hãng smartphone chuyên sản xuất ra những chiếc máy giá rẻ và có cấu hình tốt để có thể đáp ứng được nhu cầu và tiếp cận hơn với nhiều đối tượng người tiêu dùng khác nhau, đặc biệt là với những người tiêu dùng không có kinh phí quá nhiều và có hầu bao quá rủng rỉnh, thì Xiaomi vẫn luôn là một sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên thì trong thời gian trở lại đây, họ cho ra những chiếc điện thoại cực khủng với cấu hình ví dụ như là chúng ta có Pocophone F1 này, hay là chúng ta có Mi 9 chẳng hạn, đang hướng tới dần cái thị trường flagship nhiều hơn. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra là tại sao? Trước đây thì người ta luôn hỏi là tại sao Xiaomi bán giá rẻ như vậy thì lợi nhuận sẽ như thế nào? Nếu mà cứ tiếp tục bán cấu hình tốt này giá rẻ thì tiền đâu mà để họ có thể tồn tại ngày qua ngày? Và đó cũng chính là câu trả lời cho việc tại sao Xiaomi lại bị thụt giảm doanh số nhiều đến như vậy. Trong 3 quý đầu năm 2018 thì Xiaomi có tới 2 quý hoạt động lấy lỗ tỷ đô, chỉ có quý 3 là mang về khoảng 534 triệu USD. Và nhưng ngay cả khi vẫn bán được hàng thì Xiaomi vẫn rất là lỗ nặng vì cái chiêu bài là sử dụng cấu hình ngon bán giá rẻ của họ.
chỉ là tốt cho người tiêu dùng mà thôi chứ không tốt cho hãng một tí nào cả. Và tất nhiên là Xiaomi cũng không ngốc nghếch đến mức mà không hiểu được cái sự tàn khốc trong tương lai này, cho nên vì thế là họ đã quyết định có một cú đánh ngược, đánh lên vào phân khúc giá cao cấp hơn để có thể tiếp cận và lấy lại được lợi nhuận của mình. Nếu như mà theo dõi các sản phẩm của Xiaomi cách đây không lâu thì bạn hoàn toàn có thể nhận thấy là trên những cái sản phẩm của họ, họ đang tạo ra những cái điều không tưởng cho người tiêu dùng, đặc biệt là đưa cho họ những cái tính năng cũng như là những cái thiết kế và chức năng ngoài cái tầm giá. Tức là giá thì rất là rẻ mà mang lại những cái công nghệ cũng như là những cái tính năng và đặc điểm cho một cái chiếc smartphone phải nói là thực sự ngoài tưởng tượng. Ví dụ như là chúng ta có cơ chế nắp trượt nè, hay là chip Snapdragon 845 như chiếc điện thoại Pocophone F1. Rồi khi mà họ ra mắt Mi 9 cùng ngày với Samsung Galaxy S10 cũng là bước đi tất yếu tiếp theo. Ra mắt sản phẩm đầu bảng của mình cùng ngày với sản phẩm đầu bảng của đối thủ chính là một lời tuyên chiến. Và đặt Mi 9 vào vị thế của đối thủ Galaxy S10 thực sự lại rất là có lợi cho Xiaomi. Bởi Samsung hiện vẫn đang độc bá phân khúc Android cao cấp. Nếu như mà Xiaomi có thể khiến người dùng xem là Mi 9 chính là một đối thủ ngang tầm với S10 thì đây cũng sẽ là một cái miếng vàng rất là hời cho Xiaomi trong thời điểm hiện tại. Và tiếp theo một lý do nữa thì trước đây Xiaomi cũng là một hãng nổi tiếng về những chiếc smartphone tốt với giá rẻ. Nếu như mà bây giờ họ đánh lên phân khúc cao cấp và lại tăng cái mức giá tiền thêm một tí nữa thì mình nghĩ sẽ hơi khó, bởi vì nó đã hình dung thành một cái lối suy nghĩ trong đầu người tiêu dùng rồi, cho nên khi mà đổi sang như vậy thì sẽ rất là gặp nhiều bất lợi. Và liệu chăng thì người tiêu dùng của chúng ta có suy nghĩ rằng Xiaomi nâng cấp lên như vậy chỉ là để cạnh tranh và lấy lợi nhuận lại hay không? Chứ họ phải biết cách làm sao để khéo léo để người tiêu dùng của chúng ta vẫn có thể chấp nhận được mức giá mới. Tiếp theo như đã nói từ ban nãy đó, thì khi mà Redmi tách ra hẳn khỏi Xiaomi để chuyên trị và đánh vào phân khúc thị trường giá rẻ thì lại gặp rất là nhiều bất lợi với những đối thủ trong phân khúc giá rẻ và cùng một thị trường. Chẳng hạn như cái việc mà thị trường smartphone đang bị bất động như thế này và Samsung của chúng ta lại tuyên chiến bằng một cách là ra hàng loạt những sản phẩm giá rẻ với sức mạnh từ thương hiệu của mình từ trước giờ, thì phải nói đây là một ván bài hết sức cân não cho Xiaomi. Chính việc mà Samsung ra quá nhiều chiếc smartphone dòng M đánh bật vào thương hiệu giá rẻ như thế này chính là một cách để dồn những cái sản phẩm giá rẻ từ thương hiệu Trung Quốc vào chỗ chết. Bởi vì trước giờ thì Samsung của chúng ta vốn nổi tiếng là một thương hiệu mạnh về thương hiệu, và khi nhắc đến Samsung thì có thể nói là người ta hoàn toàn yên tâm khi mua những cái sản phẩm của nó. Và Galaxy M chính là kết quả giả tâm đó của Samsung luôn. Một cái keyword của Samsung trong cái dòng M này đó chính là bán được 30 giây một chiếc máy, và nó là một con số hết sức là ấn tượng. Và đây chính là một cái lợi nhuận khá là rủng rỉnh cho Samsung, cũng như là một lời tuyên chiến khá gắt gao cho những hãng smartphone giá rẻ và đặc biệt là Xiaomi. Và sắp tới là chúng ta sẽ có M9, sau M50, 30, 20 và mức giá rẻ như Xiaomi. Thì dòng smartphone này vẫn được trang bị chip loại 8 và thậm chí còn có màn hình giọt nước cao cấp nữa. Chúng nổi bật là nhờ dòng Samsung đầu tiên có giá rẻ mà vẫn mang lại một cái trải nghiệm tốt như cho người dùng, chứ không phải là như những cái dòng J thất bại trước đây của Samsung đâu nha. Vậy thì tóm lại, nếu cho một cùng một mức giá, cùng một cấu hình nhưng mà lại khác thương hiệu, một cái từ Samsung và Xiaomi, thì chắc hẳn là các bạn biết câu trả lời rồi đúng không? Và có thể nói là Samsung đã thực sự rất là thành công khi mà cho ra mắt chiếc điện thoại M20, và những chiếc điện thoại dòng M của Samsung với mức giá rẻ như vậy còn được khen ngợi rất là nhiều tại những thị trường như là Ấn Độ hay là Mỹ. Và với Galaxy M20 thì Samsung đã thực sự rất là thành công, và có thể nói chính cái sản phẩm này đã cắt đi đường sống của những chiếc Redmi giá rẻ cùng tầm giá. Ok, vừa rồi là những cái cảm nghĩ cũng như là những cái thông tin tụi mình đã cung cấp cho các bạn về việc là thị trường smartphone đang dần biến động và tại sao Samsung của chúng ta lại đánh vào phân khúc giá rẻ còn Xiaomi thì đánh lên một phân khúc flagship cao cấp. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh YouTube Big Channel đó. Bye bye!